Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn bưu điện thoại và rất vui khi chúng ta lại cùng gặp nhau trong một số tư vấn tiếp theo. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn đó chính là HP Gaming. Anh ơi, em có tầm 8,5 thì nên mua máy nào chụp hình đẹp, sạc nhanh, game ít, màn hình đẹp, mua trong thế giới di động. Chúc anh đạt được 100.000 sub và nhiều sức khỏe. Với nhu cầu này thì anh thấy sẽ có chiếc Galaxy A71 rất là hợp lý. Chiếc máy này thì được trang bị màn hình với kích thước lớn tầm 6,7 inch, Infinity O màn hình đục lỗ của Samsung này, trang bị tấm nền Super AMOLED. Những cái viền cảnh phía trước phải nói là nó siêu mỏng, rất đẹp và sexy. Tấm nền Super AMOLED của Samsung thì nó luôn nổi bật hơn hẳn so với lại là tấm nền AMOLED hay là Super AMOLED đến từ một số những cái hãng khác. Ngoài ra thì đối với con A71 thì nó sẽ được trang bị là 8GB RAM, 128GB bộ nhớ trong, con là Snapdragon 730, pin là 4500mAh, sạc nhanh Super Fast Charge 25W. Thì với cấu hình như này thì em có thể là yên tâm để mà game ít này, nhẹ nhàng các thứ thì đều rất là vô tư luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có camera bộ đồng kính 64 chấm chụp tương đối là ổn áp. Câu hỏi đến từ bạn là giải trí TV. Anh ơi, em đang phân vân giữa Redmi Note 8 Pro và Realme 6 Pro thì nên chọn con nào? Nói chung đối với hai chiếc máy này thì chỉ có một cái vấn đề đơn giản thôi. Muốn tiết kiệm thì lấy Redmi Note 8 Pro. Bởi vì nếu như hàng kể cả sách tay lẫn chính hãng thì con Redmi Note 8 Pro thì nó đều rẻ hơn rất nhiều so với con Realme 6 Pro. Cụ thể Redmi Note 8 Pro thì sách tay chỉ rơi vào tầm 3,7-3,8, còn chính hãng thì cũng chỉ rơi vào tầm 4,6 triệu đồng. Đó dành cho cái phiên bản thấp 664. Còn Realme 6 Pro em khéo mua lắm thì cũng phải là mức tầm khoảng là hơn 7 triệu đồng một tí xíu. Tính ra nó chênh tầm khoảng là từ 2,5 đến 3 triệu đồng rồi đúng không? Và Realme 6 Pro thì anh thấy là một cái chiếc máy có mức giá hơi cao đấy. Tất nhiên là chúng ta cũng có thể là mua được, nhưng mà trong tầm giá đó thì chúng ta sẽ có thêm chiếc là Mi Note 10 Lite hay là Galaxy A71 đến từ Samsung, thì nó sẽ có một số những cái đặc điểm nó nổi trội hơn. Bởi vì Realme 6 Pro thì nó có một cái điểm yếu là trang bị màn hình tấm nền IPS LCD, không phải tấm nền AMOLED hay là Super AMOLED. Còn em vẫn có thể là mua chiếc Realme 6 Pro nếu như em thích cái thương hiệu Realme, em thích khả năng sạc nhanh, thích thiết kế ok, thích camera tốt. Câu hỏi đến từ bạn Tú Lê, cho em hỏi là tầm từ 3 đến 5 triệu đồng để tràn viền pin trâu chip ổn, cam ổn trong tầm giá thì nên mua con nào? Em cảm ơn anh và chúc anh sức khỏe. 3 đến 5 thì cái khoảng cách nó lại lớn quá. Nếu như 3 triệu đồng thì con máy tốt nhất sẽ là Vsmart Active 3 như anh đang có đây này. Màn hình nó thì cũng sẽ là full tràn viền, không có bất cứ một cái phần khuyết tật nào, nhờ hệ thống camera post up thọt hột đó. Ngoài ra thì nó còn được trang bị màn hình với tấm nền AMOLED, kích thước lớn 6.4 inch, hiển thị thì cũng tương đối là tốt. Còn lên đến tầm khoảng là 5 triệu đồng thì theo anh sẽ có con là Redmi Note 9S. Con máy này thì màn hình kích thước siêu lớn tầm khoảng là 6,7 inch, màn hình đục lỗ ở phía trước này, những cái viền cảnh hai bên trên dưới thì nó siêu mỏng thì cũng tương đối là tràn viền và sexy. Ngoài ra thì nó được trang bị con 720G này, pin là 5020mAh, có sạc ngay 22,5W thì nó sẽ đáp ứng được yêu cầu là tràn viền pin trâu chip ổn. Đó, cả hai chiếc máy này tầm 3 triệu đồng nếu như muốn tiết kiệm thì lấy Active 3, còn nếu như mà lên được 5 triệu đồng thì lấy hẳn luôn là con Redmi Note 9S. Thực ra Redmi Note 9S thì nó rơi vào tầm 4,5 thôi. Câu hỏi đến từ bạn Tony Võ, anh ơi có máy nào từ 6 đến 7 triệu đồng chụp hình đẹp không? Em chỉ cần chụp hình thôi, mong anh giúp em với ạ. Chúc anh dồi dào sức khỏe. Nếu như muốn chụp hình đẹp thì một mua dòng Pixel á của gọi là Google, và hai là mua những cái dòng máy của Samsung flagship cũ thì đều có camera tốt. Với 7 triệu đồng thì với Pixel thì chúng ta lấy được Pixel 3 XL này, mới full box luôn này, chụp phải nói là cực kỳ ngon. Còn Samsung trong tầm giá này thì anh nghĩ Galaxy S10e thì nó cũng trang bị hệ thống camera tương đối tốt, mà nó cũng sẽ là mới, ra mắt hồi năm ngoái thì nó cũng chưa quá lỗi thời. Câu hỏi đến từ bạn là Đẳng Đô, anh ơi con Vivo U10 và Vsmart Active 3 con nào ngon hơn? Chúc anh nhiều sức khỏe. Nói chung là con máy toàn diện hơn thì anh vẫn vote cho là Vsmart Active 3 như anh đang gọi đây này. Về thiết kế đẹp, về màn hình đẹp, về hiệu năng tốt này, chúng ta có camera ổn, có sạc nhanh. Nhưng đối với con Vivo U10 thì nó sẽ nhấn mạnh vào hai thứ, một là pin và hai là gaming. Nó sẽ là mạnh nhất về hai cái thứ đó, cho nên nó sẽ là cắt giảm về thiết kế, về âm thanh, về camera. Đó nên em phải là lựa chọn đi ha. Nếu như muốn thực dụng, muốn pin thực cực kỳ trâu này, muốn game rất ổn trong phân khúc hơn 3 thì lấy Vivo U10. Còn nếu như muốn gọi là toàn diện hơn thì tất nhiên những cái yếu tố như game và đồ pin thì nó phải là hy sinh một chút, đó nó phải sàn sàn nhau cả, thì lấy con là Vsmart Active 3. Có hỏi đến từ bản Thái Nguyễn, anh ơi cho hỏi là tầm 5 triệu đồng thì mua điện thoại ở thế giới di động có con nào chiến game ngon không? Chúc anh đạt được 100.000 sub, mong anh tư vấn. Thì có Redmi Note 8 Pro này, nó đang có đợt giảm giá phiên bản thấp thì cũng chỉ ra tầm 4,6 đến 5, thì con này thì chiến game phải nói là ngon nhất ở phân khúc rồi.
với con G90T 6GB 64GB bộ nhớ trong, pin 4500, tản nhiệt chất lỏng, sạc nhanh. Câu hỏi đến từ bản Vi Trương: anh ơi, em xài Vi Smart Joy 3 xài bình thường thì ổn, nhưng khi em chiến game hay bị lag đơ, thoát game ra thì bị máy đứng và tự động tắt nguồn, mong anh trả lời. Cái này đến từ việc giới hạn cấu hình thôi chứ không có lỗi lầm hay là cái vấn đề gì hết. Bởi vì Joy 3 nó chỉ trang bị con là Snap 632, con chip này thì không tể ở trong phân khúc nha. Bởi vì theo như em mô tả thì anh đoán là em đang dùng bản 2 hoặc 3GB, 32GB bộ nhớ trong, thì với cấu hình như này thì em xài bình thường thì vô tư, bởi vì nó chạy VOS tương đối mượt. Nhưng chơi game thì đúng thực sự là nó hơi quá sức, buộc em chỉ chơi những cái tờ game tầm trung đổ về và em giảm cái mức độ hỏa xuống á, thì sẽ là cải thiện được cái trải nghiệm chơi, nó bớt lag giật hơn. Đó, chỉ có như vậy mà thôi. Hoặc là em có thể là tham khảo lại cái video mà anh hướng dẫn cách tối ưu để sử dụng trên những cái chiếc máy cấu hình thấp á, bằng cách em gỡ hết những cái app nguyên bản Messenger, Facebook, rồi YouTube, Chrome, gỡ cài đặt hoặc là tắt nó đi á, em thay vào những cái app Line, Messenger Line, Facebook Line, Gmap Line, Gmail Line gì đó, thì nó sẽ là chảy nhẹ và nó mượt hơn. Câu hỏi đến từ bản Kiên Mai: anh ơi, có nên mua LG G7 ThinQ không? Chúc anh sức khỏe và đạt 300 bàn shop. Cảm ơn em. G7 ThinQ thì vẫn mua được nhưng còn tùy mức giá nha, rơi vào tầm 3 triệu đồng thì thôi. Chúng ta đánh đổi và chấp nhận LG khó sửa chữa để mà mua về để mà lấy hiệu năng tốt, màn hình, âm thanh, camera thì được. Chứ đương nhiên nó bán trong tầm 3,5 đổ lên thì cũng không nên mua. Thà là ta mua Android mới còn ngon hơn, như kiểu là Realme Q, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9S, Redmi K30, Realme X2 thì nó cũng ngon không kém những cái chiếc máy gọi là flagship cũ. Câu hỏi đến từ bản là Free Fire: anh ơi, nên chọn MediaTek hay Qualcomm, chip nào tối ưu tốt anh mong được lên sóng, chúc anh sức khỏe. Nói chung nói luôn là Qualcomm thì tối ưu tốt hơn, cái này là từ xưa đến nay rồi. Và cái trật tự này thì cũng có thể nó sẽ thay đổi trong tương lai theo hai hướng: một là MediaTek đuổi kịp Qualcomm, và hai là MediaTek vượt Qualcomm. Đó, tương lai thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng mà đó là tương lai xa nha. Còn hiện tại thì vẫn Qualcomm hơn, nhưng còn phải tùy vào mức giá, như kiểu là tầm 3 triệu đồng đổ xuống thì lại chọn MediaTek thì nó ổn hơn Qualcomm. Còn tầm khoảng là trên 5 triệu đồng thì chọn Qualcomm nó lại tốt hơn MediaTek. Ví dụ như là giữa con gọi là P60 và con tầm khoảng là 660 ấy, thì đôi khi chọn con P60 nó cũng nhỉnh hơn và nó cũng không thua kém, đúng không? Nhưng mà nếu giữa con 765G và con G90T thì lúc đó chọn con 765G thì nó lại ok hơn. Ví dụ như vậy, còn phải tùy vào con máy và tùy vào những cái sản phẩm riêng biệt thì chúng ta mới biết. Câu hỏi đến từ bản TH Gaming: cho em hỏi là con Redmi Note 8 Pro và Redmi K30 5G con nào chiến game mượt và lâu dài hơn? Chắc chắn là K30 5G thì nó ok hơn rồi. Thứ nhất, đầu chip nó cao hơn này, 765G này. Thứ hai, nó có màn hình 120Hz thì nó sẽ là lâu lỗi thời hơn. Bởi vì mức giá hai con máy này thì cơ bản nó đã chênh lệch nhau tầm gần 1 triệu đồng rồi. Từ khi em muốn rẻ và tiết kiệm thì mới mua Redmi Note 8 Pro mà thôi. Câu hỏi đến từ bản Khánh Nguyễn: anh ơi, nên mua Joy 3 464 hay là Active 3 để mà chơi game? Chúc anh nhiều sức khỏe. Active chứ, cái dòng Active thì nó cao cấp hơn cái dòng Joy. Nói chung là dòng Joy là cái dòng mà hầu như là gần thấp nhất của Vsmart. Chúng ta còn cái dòng Star sẽ là thấp nhất, dòng B và Star sẽ là thấp nhất, và tiếp theo đến là dòng Joy, và tiếp theo là dòng Active. Active là hiện tại đang là cái dòng tốt nhất của là Vsmart, bởi vì là chưa có những cái dòng khác cao hơn ra mắt. Câu hỏi đến từ bản Hoàng Sơn Phạm: anh ơi, Realme X2 có sẵn tiếng Việt không? Em xin cảm ơn. Có sẵn nha. Không chỉ Realme X2 và tất cả những cái chiếc máy đến từ Realme sách tay đều có sẵn tiếng Việt, như kiểu là Realme X Line này, Realme Q này, Realme X, Realme X2, Realme X50, X50M, X2 Pro, X50 Pro đều có sẵn tiếng Việt. Thì trên đây là tổng hợp một số những câu hỏi nổi bật các bạn gửi về cho mình trong số hỏi đáp công nghệ lần này. Nếu như cảm thấy hữu ích, hãy nhớ đừng quên bấm like, đăng ký đam mê công nghệ ủng hộ team mình, đón chờ những video về sau. Xin chào và hẹn gặp lại.